nơi trăm ngàn thế giới cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương trên. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát nào muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi lạc hữu tình đến tận đời vị lai, thì phải nên quán pháp không?